Xiaomi mình là nam em. Khi mà chúng ta sử dụng hệ điều hành Mac, khi chúng ta sử dụng Mac thì Apple họ đi kèm theo khá nhiều những phần mềm tiện ích nhỏ nhỏ, nhỏ giúp cho cái việc hàng ngày của chúng ta nó được tiện hơn, được dễ dàng hơn. Trong đó thì có một phần mềm rất là hay là Automator, nó giúp cho anh em tự động hóa những cái việc anh em thường làm hàng ngày. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết đến Automator, không phải ai cũng dùng Automator trong cái công việc hàng ngày. Ngay cả bản thân mình cũng vậy, mình cũng rất là ít khi dùng Automator bởi vì mình nhìn thấy nó ngợp và nó lạ quá, mình cũng không biết dùng làm sao cả. Thì hy vọng là sau cái video này anh em sẽ biết đến Automator và anh em sẽ ứng dụng Automator trong cái công việc của anh em, giúp cho công việc anh em được nhanh hơn, được dễ dàng hơn anh em ha. Đầu tiên chúng ta mở Automator lên, có nhiều cách lắm. Rồi mình thì mình hay tìm kiếm, rồi mình chạy mình gõ Automator lên và anh em mở lên là em cứ chọn New Document đi, rồi mình giải thích nhanh cái màn hình này cho anh em. Ở đây sẽ có cái workflow. Workflow là anh em tạo thành một cái công thức làm việc, và cái file được lưu lại thành là một cái file automator. Mỗi lần anh em chạy cái file đó thì anh em phải mở automator lên nó mới chạy. Thứ hai là application, là một ứng dụng độc lập luôn. Tức là ví dụ cũng với cái workflow lúc nãy là workflow resize hình đó, nhưng mà anh em tạo thành một cái ứng dụng đi thì anh em để ở đâu cũng được hết, và anh em chạy nó thì anh em bỏ hình vô nó tự động resize, hoặc là anh em cũng dễ dàng anh em có thể kéo thả hình vào trong cái app đó, nó cũng tự động nó xuất ra cho anh em được luôn. Quick action, đây anh em nhấn chuột phải lên là anh em thấy quick action này. Chúng ta có rất là nhiều quick action ở trong đây, có những quick action nó xuất hiện là do anh em cài những phần mềm bên ngoài vào, và anh em cũng có thể tạo những cái quick action bằng Automator này. Rồi giải thích nhanh là như vậy, và mình nghĩ là ba cái workflow, application và quick action là đủ để chúng ta phục vụ cho nhu cầu hàng ngày rồi anh em ha. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo cái đơn giản nhất là cái workflow choose, tạo một cái workflow. Anh em nhìn đây là màn hình chính của cái Automator này. Chúng ta sẽ có bên tay trái là tất cả những cái thư viện, những cái việc mà ông Automator có thể làm, và bên tay phải là nó sẽ sắp xếp ra một cách logic cho chúng ta đọc và chúng ta sẽ hiểu. Rồi bên trong đây là tất cả những gì Automator sẽ làm. Ví dụ như là mình tìm là resize hình. À, đây scale đi. À, khi mình gõ resize thì nó hiện trên scale, thì mình sẽ gõ scale. Scale. Anh em nhìn thấy nè, mình sẽ có scale image, đây là cái phần scale image resize hình đi kèm của Apple. Logo này của cái Quick View này, và trên đây cũng có một cái scale image, cái này là của cái phần mềm Pixelmator mình cài vào. Thì đầu tiên mình sẽ không có phải là mình chọn resize hình liền đâu, mà mình sẽ chọn tùy chọn là Finder, là Duplicate Finder Item. Vì sao? Bởi vì chúng ta có một cái hình này, chúng ta thả vào ở trong cái Automator này thì nó nên là nó duplicate ra, nó copy ra một cái file và nó làm trên cái file đó thì nó sẽ an toàn hơn chúng ta. Còn nếu không nó resize luôn cái file gốc thì chúng ta bị mất luôn file gốc thì cũng sẽ nguy hiểm ha. Rồi, result nè, tức là nó sẽ duplicate Finder Item. À khoan, đầu tiên cái này mình phải ask for Finder Item trước đã. Xin lỗi anh em. Ask for Finder Item tức là mình sẽ tìm một cái Finder Item nào đó, nó sẽ hỏi là mình sẽ cần thêm Finder Item nào. Thì mình sẽ start at desktop, anh em sẽ tùy chọn là khởi động ở desktop hoặc là hỏi folder nào cũng được hết. Mình sẽ chọn ở cái này, chọn là file hoặc là folder, hoặc là file hoặc folder đều được cả. File, và anh em có thể chọn là allow multiple selection, tùy chọn được nhiều file hoặc là tùy chọn một file tùy ha. Và cái kết quả này nó sẽ bỏ xuống là cái duplicate Finder Item này. Rồi ví dụ mình chạy thử nè. Đó, nó sẽ hỏi file nào, mình sẽ chọn là file cua hiệp này, choose, thì nó sẽ duplicate ra thành cua hiệp copy, anh em nhìn thấy không? Rồi ví dụ nè, chạy lại lần nữa, mình sẽ cua hiệp copy, choose, nó ra thêm cái cua hiệp copy nữa. Rồi delete thế này, mình chạy thử rồi đó. Mình sẽ thêm một cái mục scale này, scale image, rồi bỏ vào đây. À, nó hỏi là cái action này nó sẽ thay đổi cái hình, thay đổi kích cỡ hình mà mình bỏ trong đây. Mình có muốn add a copy finder item action không? Bởi vì mình đã tự động mình thêm cái copy finder item vào trong đây rồi, cho nên nó không cần phải thêm vào cho mình ha. Nó vì nhiệm vụ của nó là chỉ cần resize hình thôi. Thì workflow của mình là đầu tiên là ask for finder item này, hỏi cái file nào cần resize, sau đó là duplicate nó ra, sau đó là scale. Đây, scale xuống, mình sẽ chọn là 1024. Rồi, chạy thử ha. Trên cái option có tùy chọn gì không? Chạy thử nha. Run. Đầu tiên nó sẽ hỏi cua hiệp, mình sẽ choose. Xong, nó ra một cái cua hiệp copy đây. Và chúng ta sẽ có kích cỡ. Cái file đầu của cua hiệp là 2160 x 3210 ha. Sẽ chạy cái file này lên mình coi luôn đi. Nè anh em,
Nè, nó đã resize xuống còn 1024 rồi anh em ha. Resize xuống đây đó. Rồi chúng ta lưu cái này lại. File, save. Mình sẽ lưu ở ví dụ như desktop đi. Size, hình. Workflow, save. Chúng ta có một cái workflow là resize hình. Giờ mình thử tắt cái automator đi nha. Mình mở lên. Nó sẽ chạy. Nó sẽ ra như thế này. Rồi, khi anh em cần resize hình, anh em lại run. Run. Rồi, chúng ta lại chọn một đống hình nào đó. Chúng ta choose thì nó lại fit vào, nó lại bỏ vào trong đây. Đó, nó sẽ bỏ vào trong đây. Rồi nó copy, nó duplicate ra và nó tự động nó resize theo cái cài đặt anh em tùy chọn ở đây. Thì cái ưu điểm của workflow là anh em dễ dàng anh em thay đổi những cái tùy chọn của anh em. Ví dụ như là anh em dễ dàng thay đổi cái size. Ở đây là anh em resize thành 480. Ví dụ như vậy. Và anh em run. Anh em sẽ chọn file của hiệp ở đây. Nó sẽ ra một cái file của hiệp copy 2. Và lúc này kích cỡ nó chỉ còn 480 thôi. Anh em thấy không? Thì ưu điểm của workflow là anh em rất là dễ dàng thay đổi những tùy chọn này. Đó. Giờ mình sẽ tạo thành một cái thử một tạo một cái application đi ha, một cái app đi. Một application, một phần mềm application. Tắt cái này, resize hình này đi. Rồi cũng như lúc nãy mình sẽ đầu cái application này á thì nó nè receive file and folder as input, tức là nó tự động nó nhận hình và file thành cái input rồi, chúng ta không có cần phải bỏ những cái folder item vào trong đây. Chúng ta chỉ cần chọn cái action bên đây thôi. Mình sẽ chọn một cái action là enhance auto enhance image. À đây, increase resolution of an image, tức là nó tăng độ phân giải hình. Cái này là một cái action ở trong cái Pixelmator của mình ạ. Mình bỏ vô. Add. Rồi. Đó là như thế này. Bây giờ mình sẽ lưu luôn save thành upscale. Mình lưu thành desktop. Upscale này anh em nha. Bây giờ mình sẽ thử chạy nó coi. Tắt cái này đi. Thả một tấm này vào. Rồi, nó đã upscale một cái tấm hình và nó lưu vào desktop của mình. Lý do là lúc nãy ở trong cái automator và mình đã tùy chọn á là nó sẽ xuất file ra desktop. Thì anh em có thể tùy anh em có thể thay đổi những cái tùy chọn của mình ha anh em ha. Rồi, cái file này kích cỡ là 793 nhân 1080 pixel và nó upscale lên ra file này. Thì mình coi kích cỡ của nó là 2379 nhân 3240 pixel và anh em nhìn thấy cái sự khác biệt của hai cái file này. File này, file đầu nó mờ như thế này và file thứ hai nó upscale lên là rõ. Giờ mình sẽ thử ta lấy cái nào mà mờ một chút để cho anh em coi. Đây cái này mờ nè, 1 nè, 2, 3. Ba cái này mờ ha. Ba cái này mờ. Mình sẽ thả vào trong cái upscale này. Nó sẽ ra cho mình ba file mới ở trên desktop. Ồ, anh em thấy rõ không? Bây giờ mở liền ba cái lên luôn. Rồi chúng ta mở ba cái bên đây để chúng ta so sánh. Nè. Bài 4, Hùng có 9 viên bi, anh em nhìn phóng zoom to lên. Nó có hơi artifact chút xíu nhưng mà nó rõ hơn ở trên cái này nhiều. Nè, đây là file gốc của mình nè. Anh em nhìn. Đó, và cái upscale của mình nó bên đây. Như vậy là mình đã tạo được một cái ứng dụng là nó khi mình thả cái file vào thì nó tự động nó upscale hình và nó tự động nó lưu vào trong desktop. Thì anh em có thể có rất là nhiều tùy biến anh em nha, không phải là chỉ làm như mình thôi. Thì anh em cứ vào Automator và anh em sẽ tạo mình Quick Action, chọn thành Quick Action và Quick Action của mình, cái flow của mình tiếp tục là upscale resolution, increase resolution, lưu cái này. Workflow của nó là automatic file hoặc folder trong phần mềm nào cũng được, hoặc là mình cho trong trong Finder thôi. Mình sẽ cho trong Finder thôi ha, mình lưu cái thằng action ở trong Finder thôi. Mình sẽ cho là hình thôi. Mình chỉ những cái file hình đó mình nhấn chuột phải, mình chọn quick action thì nó mới xuất hiện cái này. Bây giờ mình sẽ lưu save email. Cái này giờ mình không biết nó lưu vào đâu luôn. Thực sự là mình cũng không biết nó lưu vào đâu anh em. Giờ mình thử cụ hiệp copy 2 tấm mình nó nhỏ nha, thử upscale nó lên coi. Quick action upscale email. Cụ hiệp copy 2. Cụ hiệp copy 3. Đây nó upscale từ cái tấm hình này upscale lên đây á. Và đây là tấm hình gốc nè. Anh em nhìn thấy cái được cái sự khác biệt.
Đây là quy hiệp copy nhỏ và upscale lên. Cảm ơn em. Thì anh em nên tìm hiểu cái Automator này, và bởi vì mình nghĩ nó là một cái việc rất là hay, nó giúp cho chúng ta tự động hóa công việc rất là nhiều nha. Tùy vào cái nhu cầu công việc của mình, tùy vào cái mục đích mình làm, thì anh em có thể tận dụng cái Automator này làm cho cái công việc mình nó được nhanh hơn anh em ha. Rồi, mình xin kết thúc video này ở đây và nhắn với anh em là trên Mac có cái phần mềm Automator nó hay lắm, nó giúp chúng ta làm cái việc nhẹ nhàng hơn. Rồi, đây là cái video đầu tiên của cái chuỗi là những phần mềm, những tiện ích nhỏ nhỏ trên Mac mà có lẽ chúng ta chưa biết. Thì sau cái này thì mình sẽ tìm hiểu thêm những cái phần mềm nhỏ nhỏ đi kèm trong hệ điều hành Mac, không cần phải cài thêm bất cứ thứ gì cả. Chúng ta đi kèm thêm những phần mềm đó, nó có những cái phần mềm bé bé hay hay mà chúng ta không biết để chúng ta sử dụng. Thì hẹn anh mình gặp anh em ở những cái video sau nha. Nếu như anh em cảm thấy cái video này hữu ích thì anh em subscribe kênh của mình nha và nhấn một nút like ha. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.